Dạ, em Nam mến chào quý anh chị. Vị trí đất hiện tại em đang đứng thuộc khu vực lô 90, trung tâm thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Và lô đất ngày hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị có diện tích chiều ngang là 5m, dài là 27m. Trên đất của mình toàn bộ đều là lên đất xây dựng, đều là quy hoạch đất ở anh quý anh chị. Trên mặt tiền đường nhựa chính hiện trạng trước đất là đường nhựa 5m, hành lang thì vỉa hè hai bên tổng là 7m như quý anh chị. Trên đất đã có sẵn một căn nhà cấp 4. Đất của mình có ranh giới là từ hướng tây em chị sang phía bên này. Nhà này là mình tặng thêm nha quý anh chị. Theo khấu hao thì bây giờ cũng không còn giá trị rồi. Đất mình từ bên này sang bên này 5m và dài là 27m. Không có dính trụ điện nha quý anh chị. Trụ điện ở ngay ranh giữa hai ngôi nhà này. Lô đất này mình có thể làm mặt bằng kinh doanh, buôn bán, khu dân cư đông đúc. Đất mình là thuộc khu quy hoạch 1/500 nha quý anh chị. Đầy đủ tiện ích, trường, trạm, chợ, ủy ban trong bán kính 500m. Mình di chuyển ra ngoài này là đường Lê Hồng Phong rồi, đường DH1. Mình rẽ tay trái khoảng tầm 50m ra trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong. Và mình xuống thêm 200m là trường cấp 3 Đức Trọng. Hệ thống giáo dục ở khu vực này là tốt nhất ở trong địa bàn huyện nha quý anh chị. Xung quanh đây đều đã có dân cư hiện hữu như chị thấy, và cũng đều đã có cơ sở kinh doanh buôn bán hàng hóa ăn uống. Toàn bộ nhu cầu vui chơi giải trí ở khu vực này trong bán kính của mình là chỉ 500m thôi, rất là gần. Hạ tầng đã hoàn thiện hết rồi, đường điện trước đất. Từ vị trí đất mình di chuyển về sân bay chỉ khoảng 2km thôi, và mình di chuyển về thành phố Đà Lạt là 28km. Toàn bộ tuyến đường lưu thông đều là đường nhựa. Nhà thì hiện tại có thể là mình sẽ phải tu sửa lại. Công năng của căn nhà hiện tại là một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng ăn, một phòng bếp. Căn nhà xây cũng khá lâu rồi. Gia chủ hiện tại đang rất cần tiền nên mà bán lại, giá là 3.650.000.000 nha quý anh chị. Phù hợp cho anh chị nào mình muốn định cư tại khu vực trung tâm thị trấn Liên Nghĩa, hoặc mình muốn đầu tư vì giá hiện tại cũng khá là mềm so với thực tế cho quý anh chị. Nếu anh chị nào mình quan tâm tới vị trí căn nhà này, mình có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại để dưới phần mô tả để em có thể đưa anh chị tới đất để mình có cảm nhận khách quan nhất. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành.